bắt giữ là không có liên quan đến đồ vật không liên quan đến lấy cái gì nữa mà hốt thẳng cái người mà đang có liên quan đến một cái vụ việc một cái vụ việc người ta cần cởi tố điều tra bạn hỏi luật sư trả lời vâng chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình bạn hỏi luật sư trả lời do Hạng lực mới lo tổ chức và thực hiện thì trong chương trình ngày hôm nay có một chút đặc biệt hơn các chương trình khác đó chính là liên quan đến vụ việc liên quan đến hình sự thì tôi sẽ phép mời là luật sư lại thị khánh tiếp tục đồng hành cùng chương trình thì chào luật sư rồi. Chào bạn rất vui được quay trở lại với chương trình à, và câu hỏi như thế này tôi xin phép đọc câu hỏi của anh là nguyễn văn hải hiện tại đang sinh sống tại à, đức đỏ bà rịa vũng tàu có gửi câu hỏi về chương trình và luật sư như thế này à, luật sư cho tôi hỏi vừa qua tôi có bị tình nghi liên quan đến một vụ án hình sự cách đây mấy ngày thì công an bất ngờ tới khám xét chỗ của tôi vào ban đêm làm gia đình tôi hết sức lo lắng và hoảng sợ luật sư cho tôi hỏi việc công an khám xét chỗ của tôi vào ban đêm như vậy có đúng không tôi được biết việc khám xét chỗ phải có mặt của kiểm sát viên Kiểm soát việc khám xét chỗ ở nhưng tại bộ khám xét nhà tôi hôm đó lại không có sự à, không có mặt của kiểm sát viên, như vậy có đúng không? Trong trường hợp tôi bị bắt giữ, công an có được bắt giữ tôi bất ngờ trong đêm không? À, mong luật sư giải đáp dùm tôi, xin cảm ơn luật sư. Đối với cái quy định về khám xét chỗ ở này thì chúng ta sẽ à, tuân theo điều 195 Bộ luật tố tụng hình sự. Hiện nay Bộ luật tố tụng hình sự có quy định là à, cơ quan chức năng có thẩm quyền để có có quyền khám xét người dân ở chỗ ở khi mà có mặt của họ này, của đại diện xã phường thị trấn này là của Đó. thì nhưng mà trong trường hợp mà nếu họ vắng mặt thì cũng phải có lý do gì đấy liên quan đến sự vắng mặt của họ và tình thế khẩn cấp mà vẫn phải khám xét. Nhưng mà cái câu hỏi mà anh ấy tập trung, anh Hải anh tập trung ở đây là có được khám xét ban đêm hay không? thì hiện nay quy định là bình thường là không được khám xét ban đêm nha. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp mà giống như là không khám xét ngay lúc đấy thì có thể cái việc khám xét ở những thời điểm khác sau đấy nó sẽ bị uh, bị mất chứng cứ là bị lý do gì đấy chẳng hạn bị sẽ có hành vi tiêu hủy chứng cứ hay chứng cứ nó biến mất vân vật mà cần phải gấp gáp thì được quyền khám xét ban đêm nhưng mà phải ghi rõ vào biên bản lý do vì sao mà lại khám xét ban đêm như vậy nên câu trả lời của tôi là nếu như cái hôm đấy mà công an người ta đi khám xét cho chỗ anh Hải ấy, mà người ta không ghi lý do vào văn bản ấy, thì có thể là họ đang làm sai còn nếu họ ghi rõ lý do biên bản vì sao mà khám phép ban đêm và lý do đấy hợp lý thì cái việc khám xét ban đêm của họ vẫn đúng quy định. À, vâng cảm ơn luật sư khánh ạ à. thì uh, chắc là anh hải cũng uh, vừa nghe được luật sư khánh nói rồi uh, nếu mà trường hợp chúng ta phải căn cứ vào cái văn bản uh, thì nếu mà trường hợp có lý do chính đáng thì chúng ta thì đó là hợp lý, hợp pháp và vậy thì tiếp tục câu hỏi của anh uh, anh hải là cái trường hợp liên quan đến kiểm sát viên thì trong trường hợp của anh hải có phải có mặt của kiểm sát viên hay không thưa luật sư? hiện nay theo quy định tại điều 193 bộ luật tố tụng uh, hình sự ạ thì có quy định là cái quy trình mà để đi khám xét ấy. thì hiện nay người ta nói là uh, khi mà điều tra viên á, mà ra thông báo về khám xét ấy, thì người ta phải gửi cho viện kiểm sát cung cấp uh, và phải gửi viện kiểm sát cung cấp để mục đích là để viện kiểm sát người ta cử nhân sự đi cùng để cái hôm khám xét để có viện kiểm sát đi cùng nên về lý thuyết là phải có viện kiểm sát đi cùng tất nhiên là trong trường hợp mà viện kiểm sát không đi cùng thì cũng vẫn phải ghi rõ với biên bản là uh, hiện nay là uh, viện kiểm sát vắng mặt và ghi rõ vào biên bản khám xét như vậy thì trong trường hợp của anh hải này tôi không biết là trong biên bản có ghi không nếu trong trường hợp biên bản không ghi rõ là viện kiểm sát vắng mặt vào biên bản thì anh hải được quyền là uh, khiếu nại khiếu kiện theo quy định uh, của bộ luật tố tụng hình sự về cái hành vi là uh, đã khám xét ban đêm rồi xong lại còn không có viện kiểm sát đi cùng thật ra là họ sẽ được làm hết cơ quan công, công an hoàn toàn được hết nhưng vẫn phải tuân thủ một cái trường hợp đặc biệt quy trình đặc biệt quy trình giống như là phải ghi rõ vào biên bản là lý do khẩn cấp vì sao rồi viện kiểm sát không có thì phải ghi rõ biên bản là vì sao vắng mặt Chứ không được cứ thế là khơi khơi đi đến nhà người dân vào ban đêm mà lại không có những cái người liên quan lên đến như vậy. Thì anh Hải hãy tham khảo cái cái quy định này rồi xem là xem lại biên bản của mình đi. Xem là có những cái lý do đấy hoặc là có những cái sự vắng mặt được ghi rõ vào biên bản này không. Nếu không có thì anh Hải có thể sử dụng cái biện pháp là đi khiếu, đi khiếu nại cái hành vi này của cơ quan chức năng có thẩm quyền. À, vâng cảm ơn luật sư ạ à. thì chắc qua câu trả lời của luật sư vừa rồi thì chắc là anh hải cũng đã hiểu hơn cái vấn đề cái trường hợp của mình đúng không ạ à? thì anh hải cần phải coi cái biên bản của mình coi có À, những cái quy định hay những cái điều khoản nào đó liên quan đến việc kiểm sát viên đã vắng mặt hay không rồi thì chắc là tiếp tục đến câu hỏi tiếp theo của anh Hải đó chính là à, trường hợp anh Hải bị bắt giữ thì công an có được bắt giữ à, bất ngờ trong đêm hay không thưa luật sư vậy là đây là anh Hải anh đang quan tâm đến hai, hai hai quy trình một lúc đầu tiên là anh quan tâm đến quy trình khám xét và hai là anh quan tâm đến quy trình bắt giữ để chúng ta phải hiểu rằng rất nhiều người dân ở đây rất nhiều người dân là không phân biệt được, được khám xét bắt giữ khác nhau như thế nào để tiện trong chương trình này tôi sẽ giải thích kỹ hơn luôn thì khám xét là và bắt giữ hai quy trình hoàn toàn khác nhau. Khám xét là một việc mà cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta đến, ra đến chỗ ở hoặc là nơi làm việc để người ta à, lục soát, người ta tìm tìm những cái chứng cứ, à, những cái đồ điện tử hay là những cái thư tín vân vân. Đó lại là, là những cái chứng cứ, những cái thông tin liên quan đến một vụ việc hình sự. đó thì người người ta sẽ tìm những cái đó, à, rồi người ta thu thu thập, người ta mang, mang đi để người ta phục vụ cho công tác điều tra. Đó còn bắt giữ là không có liên quan đến đồ vật không liên quan đến lấy cái gì nữa mà hốt thẳng cái người mà đang có liên quan đến một cái vụ việc một cái vụ việc người ta cần khởi tố điều tra đó thì chúng ta có thể hiểu là khám xét là 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 chỉ đang 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 tác động đến những cái đồ vật của người ta thôi còn bắt giữ là tác động là trực tiếp tác động đến cái người cái con người luôn là người dân luôn vì vậy mà à, về mặt lý thuyết và thực tế thì bắt giữ sẽ còn phải có một cái quy trình chặt chẽ hơn cả khám xét đó thông thường ấy là cái bắt giữ ở đây là mình sẽ đến là giống như là người ta đến người ta hốt anh hải đi luôn hốt đi tạm giam hốt đi cái gì đấy hốt đi hỏi cung cái hốt gì đấy thì nhà thông thường là hai cái quy trình này là hai quy trình độc lập nhưng thông thường thì có thể diễn ra cùng một lúc à, ví dụ như vừa bắt giữ xong thì khám xét hoặc vừa khám xét xong thì bắt giữ tất nhiên là họ họ vẫn phải có hai cái quyết định đồng thời là quyết định khám xét và quyết định bắt giữ hoặc là người ta khám xét xong Xong người ta mới thấy Ô, đủ đủ căn cứ hình sự Để tạm giam anh Hải chẳng hạn Thì sau đó người ta một vài ngày sau Người ta quay lại người ta mới bắt đầu bắt giữ Hoặc là có trường hợp là bắt giữ xong Bắt đầu mới khám xét Bởi vì người ta cho rằng là uh, nếu không bắt giữ Thì có thể là cái, cái người đấy người ta sẽ ở lại Người ta làm xáo trộn, người ta xóa dấu vết chứng cứ đi Đó, thì hai quy trình này Có thể cùng xảy ra hoặc cái nào trước cái Nào sau cũng không thực sự quá quan trọng Quan trọng là cái gì nó là phục vụ tốt nhất Cho công tác điều tra của vụ án thì uh, như tôi đã nói thì cái quy trình mà bắt giữ nó còn chặt chẽ hơn tán xét vì vậy mà chắc chắn là không được bắt giữ vào ban đêm rồi tất nhiên vẫn có trừ những trường hợp đặc biệt thì trường hợp đặc biệt ở đây hiện nay luật chỉ trao cho hai trường hợp đặc biệt mà cơ quan chức năng có thẩm quyền được quyền bắt giữ khẩn cấp trong ban đêm thôi trường hợp thứ nhất là bắt quả tang trường hợp thứ hai là truy nã thì cái này cũng dễ hiểu thôi như chúng ta biết là bắt quả tang thì dù là đêm hay ngày thì sự việc phạm tội nó vẫn xảy ra đã là bắt quả tang phải bắt ngay lập tức bây giờ người ta phạm tội ban ngày thì bắt ngay lập tức ban ngày người ta phạm tội ban đêm bắt cả tàng ban đêm hốt luôn lấy ví dụ tự nhiên ban đêm mà có một cái đối tượng người ta đi giật điện thoại cướp đi công an gần đấy nhìn thấy bắt luôn đến hốt bắt luôn đi đưa vào đồ đó thì những trường hợp đấy là không cần phải thậm chí còn không kịp ký quyết định gì luôn cứ thế là bắt khẩn cấp rồi hoặc là trường hợp bị truy nã thì trường hợp này như chúng ta đã biết là còn càng nguy hiểm các đối tượng bắt quả ra trường hợp những đối tượng truy nã như vậy thì cái vì công tác khẩn cấp nên bắt càng sớm càng tốt tránh việc là ví dụ hôm đêm mà phát hiện ra người này người ta đang ở cái nhà này đang ở cái khách sạn này mà là phải chờ đến trời sáng bắt đầu mới đến bắt thì hôm sau sáng sớm người ta đi đi trước giờ hành chính trước mắt cho mặt trời lên người ta đã đi mất rồi thì sao đó thì đấy là những cái lý do hai lý do trường hợp đặc biệt mà được quyền bắt giữ ban đêm còn nếu như anh Hải mà không rơi vào những trường hợp như vậy á mà theo tôi thì chắc anh anh Hải thì bắt bắt quả tao thì chắc không phải rồi bởi vì mới mới đến giai đoạn khám xét thôi truy à, nã thì tôi cũng nghĩ là chưa đến mức truy truy nã đâu nhưng nếu truy nã thì mới được bắt anh hải nên còn nếu không thì cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta phải bắt anh hải vào ban ngày Đó, thì đấy là cái, những câu trả lời cho anh hải trong những cái tình huống cái câu hỏi của anh hải trong trường hợp này trường hợp anh hải còn những thắc mắc hay là những câu hỏi nào liên quan đến vụ việc của mình thì có thể bình luận ngay bên dưới video này để luật sư khánh có thể trả lời cho anh hải ở những video tiếp theo hoặc là trả lời bằng hình thức khác à, rồi tiếp tục thì chắc là tôi xin phép gửi đến cho khán giả quay một cái số cái cộng thông tin để cho các bạn có thể gửi câu hỏi về chương trình đó chính là cộng gmail à, bạn hỏi luật sư acom gmail thì các bạn có thể sử dụng cộng gmail này để gửi những câu hỏi qua mail ha và ngoài ra chúng tôi có một cộng đồng để cho các bạn đặt câu hỏi cho luật sư cộng đồng này chúng tôi tạo ra để dành cho à, giống như những, những người đã xem chương trình nè và luật sư ở trong cộng đồng này thì tương tác với nhau đặt câu hỏi và trả lời rồi một lần nữa chắc tôi xin phép được cảm ơn luật sư khánh đã dành thời gian đến tham gia chương trình và chúc luật sư sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Đến đây thì chương trình đã phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin chào. Xin chào. Bitbot Law, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0978 333 379 để được tư vấn.